Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 283. Chương 2821, Tất Túc Tinh Quân. Tần Tang chạy ra thần điện bỗng nghe sau lưng nổ vang ầm ầm. Linh quang kết giới không chịu nổi gánh nặng, bị hủy bởi hắc cầu vòng trùng kích, thần điện ứng thanh sụp đổ. Khiến Tần Tang thất vọng là trong điện cung phụng canh thần Thái Tuế bị trùng kích vậy mà ngã nện trên mặt đất, nhưng không phản ứng chút nào, cũng không triển khai phản kích kẻ gây ra. Như vậy dù hắn trốn vào thần điện phù thần địa vị cao hơn, yêu bằng cũng không cần cố kỵ gì, có thể không kiêng nể công kích thần điện. Vù yêu phong xông đến trên không phế tích thần điện. Yêu bằng hiện hình, triệu hồi lôi kính, thấy linh quang bảo vật ảm đạm, giận tím mặt, trước ngực bay ra một đạo bạch quang, hóa thành tinh thiết bảo hoàn. Mặt ngoài tinh thiết bảo hoàn gắn đầy gai nhọn, bên trong trống không, phi tốc xoay tròn, đồng thời gai nhọn phía ngoài liên tiếp sáng lên, nở rộ quang mang sắc bén. Quang mang hội tụ vào trong, càng ngày càng chói mắt, khi quang mang ngưng tụ tới cực điểm thì bắn ra. Vèo, 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 tiếng xe gió bên tai không dứt. Từng mũi tên giống như lưu quang màu trắng cuồng xạ ra, mỗi một đạo bén nhọn vô cùng, điên cuồng đuổi giết Tần Tang. Tần Tang biết rõ, nếu bị mũi tên này đâm trúng, tuyệt sẽ không tốt lành gì, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Tinh thiết bảo hoàn xoay nhanh, mũi tên không ngừng bắn ra, thanh thế không kém lôi kính. Tần Tang thầm than, quả nhiên không thể chỉ dựa vào một đạo huyết uế thần quang mà nghịch chuyển thế cuộc, bỏ đi lòng may mắn, một lòng đảo mệnh. Song phương đuổi nhau rời xa nơi đây, chỉ để lại thần điện đổ sụp, cùng với một tôn phù thần ngã trên đất. Sự thật chứng minh, phế bỏ lôi kính cũng không phải là làm không công tinh thiết bảo hoàn tiếp tục công kích, Tần Tang phía trước vẫn tiếp tục trốn tránh. Trong quá trình truy đuổi, mỗi khi Tần Tang cảm giác thế công địch nhân hung mãnh, bản thân sắp không kiên trì được là tìm cơ hội trốn vào thần điện. Trốn vào thần điện không chỉ giúp hắn trì hoãn một hơi, cũng có chỗ tốt với Tuần Thiên Thần Liễn. Tuần Thiên Thần Liễn được hắn chữa trị, mỗi lần thuấn di đều là một lần tới gần hơn quá trình hủy hoại. Bất quá, Tần Tang phát hiện mức độ phá hư của Tuần Thiên Thần Liễn lại liên quan đến Kim Long kéo xe. Kim Long giống như có thể hấp thu lực lượng thần đình, từ đó phản bộ thần liễn. Nếu để Tuần Thiên Thần Liễn trong thần đình thêm một thời gian ngắn, rất có thể tự phục hồi như cũ. Bất quá do đang chạy trốn nên làm không được, Kim Long chỉ có thừa dịp trốn vào thần điện khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Loại khôi phục này được chút ít còn hơn không, không thể nghịch chuyển vận mệnh Tuần Thiên Thần Liễn đi đến hủy diệt. Theo thời gian trôi qua, thân ảnh Kim Long càng thêm hư ảo. Nhưng mỗi lần từ thần điện rời đi, Kim Long lại ngưng thực hơn một chút. Đồng thời, trước khi thuấn di, chuẩn bị thêm một chút, Tuần Thiên Thần Liễn, tiếp nhận áp lực cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Tần Tang vắt hết óc, dù một tơ một hào có lợi với mình cũng phải ương ngạnh bắt lấy. Vèo, 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 Tuần Thiên Thần Liễn giống như mũi tên đi qua trong mưa to gió lớn. Tần Tang ngồi trên ngọc tọa, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhanh chóng liếc nhìn thần điện tiên sơn xung quanh. Hắn đang tìm thần điện phù thân địa vị cao hơn. Trước đó gặp phải thần điện, phần lớn là các loại phù thần trong tán tinh như 60 tử thái tuế thần, hà hán quần thần. Những phù thần vị nghiệp này đại khái tương đương nhau, uy lực linh quang kết giới không kém nhiều, trợ giúp cũng có hạn. Phù thần có địa vị cao hơn, có lẽ linh quang kết giới sẽ càng kiên cố hơn. Nơi này là Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc, tán tinh phía trên, hẳn là Thất Túc Tinh Quân. Tần Tang xuyên qua khuê túc trong Tây Phương Thất Túc, lại không tìm được thần điện khuê túc tinh quân. Nhất túc tinh khu bao gồm nhiều khỏa tinh, Tần Tang cũng không rõ đạo đình cung phụng khuê túc tinh quân ở chỗ nào. Phía sau có truy binh, hắn không thể cẩn thận tìm kiếm, có thể bỏ qua, cũng có thể thần điện khuê túc tinh quân đã bị hủy. Lâu túc và khuê túc tương liên, chính là túc Tây Phương thứ hai. Tần Tang xuyên qua khuê túc tinh khu, chạy đến lâu túc, lại vào vị túc, mão túc, cho đến tất túc. Rốt cuộc hắn tìm được Tất Túc Tinh Quân. Ngay phía trước, một tòa tiên sơn cao ngất lộ ra biển mây, linh quang thần điện sinh huy, càng thêm nổi bật. Trước thần điện treo một tấm biển, thình lình dùng vân triện viết 6 chữ Tất Túc Thiên Nhĩ Tinh Quân. Coi bên ngoài, thần điện Tất Túc Tinh Quân hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Tang lập tức thúc đẩy Tuần Thiên Thần Liễn trốn hướng thần điện. Yêu bằng phía sau cũng nhìn thấy thần điện Tất Túc Tinh Quân, yêu mục thoáng hiện vẻ tức giận, bộc phát ra sát cơ nồng nặc. Nó tung hết thủ đoạn,
nhưng bất luận uy lực cường đại cỡ nào, đánh không trúng, không lưu lại gì, đều là phí công. Tần Tang dựa vào thần thông Tuần Thiên Thần Liễn cường đại, hoặc trốn tránh, hoặc thuấn di. Yêu Bằng không tiếc thi triển một môn thần thông hao tổn cực lớn, không chỉ không thể vây giết Tần Tang, ngược lại bị Tần Tang thừa cơ kéo dài khoảng cách, không khỏi nổi giận lôi đình. Trước khi đi, nó khoe khoang khoác lác với Bích Lân yêu xà, không ngờ lâu như vậy vẫn không thể bắt được Tần Tang, mất hết mặt mũi. Lần này nó lĩnh mệnh đến, không thể cấp tốc giữ lại Tuần Thiên Thần Liễn, ngược lại bị Tần Tang níu chân ở chỗ này, nếu vậy mà làm hỏng đại sự, trở về làm sao trả lời Đại Thánh. Tần Tang chẳng biết suy nghĩ của Yêu Bằng, thúc giục Kim Long đâm đầu vào thần điện, so với trước đó, thuận lợi xuyên qua kết giới linh quang. Ầm, thần liễn rơi xuống đất, Kim Long nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, toàn lực khôi phục. Tần Tang nhìn về phía tượng thần trong điện, là hình dạng Tất Túc Tinh Quân Đường Đường, mặc áo, mỏng lông trắng, dắt kiếm bên hông, khí độ phi phàm, thoạt nhìn ngũ quan giống thường nhân, không giống như tượng nặn. Tại thần đình hắn nhìn thấy tượng thần Thiên Kỳ Bách Quái, có ba đầu sáu tay, giống với truyền thuyết, có loại giống với người. Lúc trước đạo đình tạo nên phù thần, cũng không vẻn vẹn dựa theo truyền thuyết, mà còn suy tính khác. Thí dụ như lựa chọn sử dụng tiên hiền có công với đạo môn, hình tượng khớp với thiên thần trong truyền thuyết, cũng là một loại hình thức cung phụng khác. Tần Tang thầm nghĩ, ngương mắt nhìn Tất Túc Tinh Quân, thấy Tất Túc Tinh Quân lấp lánh thần quang, thần sắc thêm mấy phần linh động, phảng phất sắp sống lại. Linh phù cấu thành thân thể y, tản mát ra uy năng đặc biệt. Ầm, ngoài điện truyền đến tiếng oanh minh, mặt đất chấn động kịch liệt. Trong lòng Tần Tang căng thẳng, nhưng nhìn thấy tình hình ngoài điện, thần sắc dần hòa hoãn lại. Chỉ thấy tinh thiết bảo hoàn bắn ra mấy trăm mũi tên, bắn trụng đến linh quang kết giới, nhưng toàn bộ bị kết giới đánh bay. Linh quang tuy có gợn sóng, nhưng kiên cố hơn thần điện trước đó, có thể kiên trì càng lâu hơn. Tần Tang không để ý tới phía ngoài, nhìn chằm chằm Tất Túc Tinh Quân. Trước đó, hắn cũng đã gặp phù thần khác xuất hiện loại trạng thái này, thời gian cấp bách, không kịp điều tra. Chẳng lẽ là, trong lòng hắn hơi động, nhớ tới đạo môn lưu truyền một loại pháp thuật là thỉnh thần triệu tướng. Nghe nói có thể thu được lực lượng thiên thần gia trì bản thân và binh mã, thậm chí tiếp dẫn thiên thần hạ phàm phụ thân, biến thân thành thần minh. Thiên thần không trả lời, pháp thuật này đã sớm mất đi hiệu lực, bởi vậy hắn hoài nghi lai lịch thiên thần. Hiện tại biết rõ, thiên thần là phù thần, không trả lời là vì thần đình bị bế tỏa, liên hệ gián đoạn. Ngày nay thần đình hiện thế, chẳng lẽ những pháp thuật kia lại có thể sử dụng? Chương 2822, Thần Điện Lôi Tổ. Có người mời triệu Tất Túc Tinh Quân, tu sĩ đạo môn đang chém giết yêu ma sao? Chẳng lẽ đợi bọn họ phân thắng bại mới có cơ hội thoát nguy? Tần Tang suy nghĩ nhanh như chớp, xem xét tình cảnh của mình, đồng thời đưa ra suy đoán. Yêu lục của Quỷ Phương Quốc cũng có nguồn gốc với thần đình, kẻ triệu thần chưa chắc là tu sĩ đạo môn, nhưng mà vì sao không thấy con yêu bằng kia triệu thần? Tần Tang nhìn ra ngoài điện, thấy hắc ám thôn phệ biển mây, áp sát tới. Không ai biết, yêu ma cũng thi triển được thuật pháp này, nhưng kém xa đạo môn. Yêu lục có từ sửa đổi pháp lục của đạo môn, khó tránh khỏi có chỗ khác thuật pháp của đạo đình, nếu Quỷ Phương Quốc muốn có thần tướng hộ đàn. Cam đoan yêu lục sẽ được ưu tiên, mời thần tướng bảo hộ nguyên thần, nhưng khó mà chiếu cố toàn bộ. Hơn nữa từ khi thần đình sụp đổ, thuật pháp thỉnh thần triệu thần mất hiệu lực, Quỷ Phương Quốc tất sẽ không hao tổn tinh lực trên phương diện này. Trong lúc nhàn hạ, Yêu Bằng từng nghiên cứu loại thuật pháp này, nếu đổi lại, lúc trước, khi nó chưa nhập thần đạo, chắc sẽ làm được. Hôm nay nó đã nhập thần đạo, liên kết thần phù trong tàn đồ 24 thiên ngục, còn chưa hoàn toàn quen thuộc, hơn nữa không biết thần đạo có thuật pháp triệu thần hay không. Coi như có thể triệu thần, chỉ sợ cũng chỉ triệu được 24 vị thần thiên ngục, mà số thiên ngục thần phù còn sót lại, cấp độ còn không bằng nó, thần lực gia trì cũng như không. Tần Tang không hiểu rõ những chuyện đó, hắn đang suy nghĩ xem mình mượn lực lượng của thần phù được không, nhờ đó để hóa giải nguy cơ. Đáng tiếc hắn hiểu rất ít về thuật pháp này, thuật pháp triệu thần cao giai đều là bí mật bất truyền của đạo môn, lúc trước hắn chưa từng nghĩ sẽ nỗ lực đại giá để đổi thuật pháp vô dụng. Theo hắn biết, thỉnh thần triệu thần cần nghi thức đặc thù, trong đó có cả chỉ quyết, bộ cương, chú ngôn, vân vân. Nhất là muốn mời thần phù cao giai, vượt qua tu vi của bản thân, nghi thức cực kỳ phức tạp, được đạo môn chân truyền mới thi triển ra được.
Dù cho Tất Túc Tinh Quân đứng ngay trước mặt, hắn cũng không biết mượn nhờ thần lực bằng cách nào. Ta tu luyện Cao Thượng Thần Tiêu Lục, đối ứng Lôi Bộ Thần, nếu đổi Tất Túc Tinh Quân thành Thiên Thần Lôi Bộ, có thể dựa vào Lôi Tỷ, thỉnh thần phụ thân không? Trong lúc Tần Tang trầm tư, Yêu Bằng đang điên cuồng công kích kết giới. Tiên Sơn và Thần Điện lung lay sắp đổ, kết giới dần dần ảm đạm. Tần Tang thầm than, xem ra vị nghiệp của 28 tinh quân còn chưa đủ cao, ngăn không được Yêu Vương, Thất Túc ở phương Tây, bên trên tinh quân, vẫn còn Bạch Hổ Thần Quân. Tiếp tục lưu lại Thất Túc phương Tây, những nơi có thể đi càng ngày càng ít. Yêu Bằng liên tục phá hủy Thần Điện, càng thêm thành thạo, nếu Thần Điện của Bạch Hổ Thần Quân ngăn không được nó, tình cảnh của hắn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm, Tần Tang bị cơn chấn động đánh thức, nhìn thấy tình hình bên ngoài, thần sắc biến đổi, nhanh chóng khống chế Kim Long, thi triển thuấn di. Không thể chờ Yêu Bằng công phá Thần Điện mới đi, tu sĩ đạo môn đang triệu thần, thần phù bị phá, sẽ dẫn đến những thuật pháp liên quan đến Tất Túc Tinh Quân mất công dụng, thực lực của tu sĩ đại tổn. Thậm chí ảnh hưởng đến chiến cuộc, làm cho cường giả của đạo đình tới càng chậm hơn, Kim Quang biến mất. Yêu Bằng đang công kích kết giới, trong lòng sinh cảm giác, lập tức tìm ra vị trí của thần liễn, Yêu Phong cuốn lên tiếp tục truy kích. Tử Vi Viên, Tần Tang chạy trốn, đưa mắt nhìn về phía Tam Viên. Tử Vi Viên chính là hạch tâm của Chu Thiên Tinh Đấu, trong kinh thư của đạo môn nói rằng Tam Viên Thiên Thần có vị nghiệp tối cao. Thí dụ như Ngũ Đấu Tinh Quân, Cửu Diệu Tinh Quân, thậm chí còn có Đế Quân trong truyền thuyết. Ở nơi đó có rất nhiều thần điện để tránh nạn. Thần điện bình thường cũng nhiều hơn nơi khác, khu vực Bắc Đầu Tinh chẳng những có Bắc Đầu Thất Tinh, đối ứng 7 vị tinh quân, còn có Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh, Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh. Bên trong Tử Vi Viên, thần phù cao giai gần hắn nhất, hẳn là Tây Đầu một trong Ngũ Đấu, tổng cộng gồm có 4 cung là Bạch Tiêu Tinh Quân, Cao Nguyên Tinh Quân, Hoàng Linh Tinh Quân và Cự Uy Tinh Quân. 4 vị tinh quân tất nhiên cao hơn Nhị Thập Bát Tú Tinh Quân. Thế nhưng những yêu ma kia đều đi đến Tam Viên, mình chạy qua đó, chỉ sợ sẽ bị bao vây, càng thêm hung hiểm. Thiên Thần Lôi Bộ ở đâu? Tần Tang nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn tầng tầng tiên vân bên trên Tam Viên. Chẳng lẽ ở đó? Thiên Thần Lôi Bộ chắc chiếm khu vực khác. Vừa nhìn xuống, Tần Tang lập tức từ bỏ ý niệm tìm Lôi Bộ ra khỏi đầu. Một đám yêu khí trực tiếp bay lên không trung, xuyên qua tầng tầng thiên khuyết. Hiện tại đi lên chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Huống hồ, nơi đó rõ ràng hư hao nghiêm trọng hơn, thần điện thưa thớt, còn không bằng lưu tại đấu bộ. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Tần Tang khu động thần liễn, quay đầu bay về phía đông, thẳng đến Tây Đầu. Ở giữa Tam Viên là Cửu Thiên Cửu Tiêu, Cửu Thiên Cửu Tiêu thì chính là Lôi Thành. Lúc này, yêu xà xuất lĩnh một đám yêu thần, không ngừng tiến tới Lôi Thành. Khi tiến vào Lôi Thành, chúng yêu thần mới biết muốn đi tới Thần Tiêu Thượng Cung lại không đơn giản. Nếu không thì Đại Thánh cũng không cần đích thân mang theo tàn đồ 24 thiên ngục, mạnh mẽ xông tới Nam Thiên Môn. Mỗi một trọng thiên đều là một cấm chế. Xông lên tầng thứ nhất, quá trình thuận lợi, Lôi Thành hư hại, bọn chúng dễ dàng tìm ra chỗ sơ hở của cấm chế, nhất cổ tác khí xông qua thất trọng thiên. Lúc xông lên tầng thứ 8, gặp phải phiền toái. Cấm chế tầng thứ 8 cũng bị hư hại, nhưng trong khe hở ẩn chứa áp lực kinh người, phần lớn yêu thần không chịu nổi. Yêu xà đành phải xuất lĩnh yêu thần có tu vi trên động huyền pháp, kết trận xông lên, nhìn thấy bát trọng thiên chỉ có một tòa thần điện lẻ loi. Bọn chúng biết rõ lịch sử của đạo đình, biết được trong thần điện cung phụng Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Thần phù tối cao của Lôi Bộ, Lôi Tổ vậy mà chưa bị hủy. Yêu xà lộ ra vẻ kinh sợ. Cửa thần điện đóng chặt, tản ra uy áp làm cho nó sợ hãi. Chư yêu thần liếc nhìn nhau, tránh xa thần điện của Lôi Tổ, tiếp tục xông lên. Chỉ cần phá vỡ cấm chế, tiến lên Cửu Trọng Thiên, liền chiếm được Thần Tiêu Thượng Cung, lệnh đạo môn cúi đầu. Bọn chúng tìm hồi lâu, chỉ tìm thấy một kẽ nứt, lấy thực lực của cả đám, không cách nào vượt qua. Đám yêu thần liên thủ bài trận, hợp lực tấn công, vẫn không thể dung chuyển cấm chế. Hai mắt của yêu xà tỏa sáng tinh quang, đầu rắn cúi xuống, nhìn xuyên qua bát trọng thiên, nhìn về phía Thất Túc phương Tây. Lâu như vậy rồi, Yêu Bằng còn chưa bắt được người kia, đem Tuần Thiên Thần liễn tới. Phế vật, hừ lạnh, một tiếng, yêu xà không chần chừ nữa, mặc kệ thần liễn có trợ được bọn chúng xông lên Cửu Thiên hay không, nhất định phải thử một lần. Ghé mắt nhìn sang bên cạnh, lạnh lùng nói, cổ đạo hữu,
để những đạo hữu khác tiếp tục bày trận, tìm cách phá cấm, ngươi theo ta đi xuống. Nói xong, yêu xà du động thân hình, trở về tầng thứ 8. Kim giác như yêu nghe vậy, bốn vó đạp lên hào quang, bám sát theo. Các bạn đang nghe chuyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2823, Phục kích. Tây Đấu Tinh Cung, Tần Tang chạy trốn tới nơi này, ngạc nhiên phát hiện, trong đó có thần điện hai vị tinh quân còn bảo tồn, theo thứ tự là Cao Nguyên Tinh Quân và Hoàng Linh Tinh Quân. Kim Long lôi kéo thần liễn chạy đến thần điện Cao Nguyên Tinh Quân, quỳ xuống đất khôi phục. Tần Tang nhìn tượng thần tinh quân, vừa suy nghĩ tìm tòi lộ tuyến chạy trốn tiếp theo, vừa xem xét trạng thái tuần thiên thần liễn. Ầm ầm ầm, yêu bằng đang công kích thần điện. Không ngoài dự đoán, Tây Đấu Tinh Quân vị nghiệp cao hơn nhị thập bát tú tinh quân, kết giới linh quang càng kiên cố hơn. Thần điện hai vị tinh quân cách nhau không xa, rốt cuộc hắn có thể nghỉ ngơi thêm một hồi, về sau phải làm thế nào? Nếu như tiếp tục mang theo yêu bằng đi vòng vèo ở ngoài, phù thần có vị nghiệp tương đương Tinh Đấu Tinh Quân quá ít, về sau sẽ không may mắn như vậy, tuần thiên thần liễn gánh vác sẽ rất nặng. Nếu như trốn hướng phúc địa Tử Vi Viên, có nhiều phù thần cao giai hơn, thế nhưng Tần Tang nhớ lại cảnh tượng lúc trốn chạy nhìn thấy. Hắn chú ý tới động tĩnh những yêu ma kia, thấy chúng tranh trước sợ sau xông vào không trung, biến mất ở trời cao, hiển nhiên nơi đó có thứ hấp dẫn chúng. Bọn chúng không để mắt tới ta, chứng tỏ yêu bằng là tạm thời khởi ý, hẳn là sẽ có cơ hội. Răng rắc dưới yêu bằng điên cuồng công kích, thần điện rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Tần Tang lập tức thúc Kim Long thuấn di đến một tòa thần điện tinh quân khác. Cho đến khi tòa thần điện thứ hai gần như sụp đổ, Tần Tang ngồi tuần thiên thần liễn thoát ra thần điện. Trong biển mây, trong tiên sơn, một vệt kim quang lao thẳng đến phúc địa Tử Vi Viên. Tần Tang đưa ra quyết đoán, yêu bằng đoán được ý đồ Tần Tang, thế công càng thêm điên cuồng. Trong khoảng thời gian này, nó bị Tần Tang liên tiếp lợi dụng kết giới thần điện ngăn cản, đã lửa giận ngập trời, hết lần này tới lần khác không thể bắt lấy tuần thiên thần liễn. Bất quá, yêu bằng dần dần ý thức được, tuần thiên thần liễn cũng không phải là không yếu đi. Trong quá trình truy kích, hư ảnh Kim Long càng thêm hư ảo, rõ ràng là uy năng thần liễn đang có dấu hiệu suy giảm. Tiếp tục truy kích, tuần thiên thần liễn và Tần Tang phía trên sẽ sớm rơi vào tay nó. Nhưng Tần Tang trốn hướng Tử Vi Viên, một khi để hắn chạy đến những hà đồ vị nghiệp trong truyền thuyết kia, thậm chí thần điện phù thần trí cao động chân vị nghiệp, yêu bằng cũng không có lòng tin phá vỡ kết giới thần điện, nhất định phải ngăn trở hắn. Yêu mục yêu bằng nhiễm đỏ, phát thế công như mưa giông bão tố, khiến Tần Tang mệt mỏi. Vèo. Tuần thiên thần liễn tiến vào một khu vực mênh mông, đang lao vùn vụt, thần sắc Tần Tang ngưng lại, thầm kêu không tốt. Lúc này, độc châu trong đan điền không chút dấu hiệu đột nhiên truyền đến ba động dị dạng. Nơi này có độc, Tần Tang giật mình. Hắn biết được trong thần đình có ôn bộ phù thần, nhất định có liên hệ với độc đạo, nhưng bản thân phù thần là linh phù biến thành, không được thôi động, sẽ không chủ động phóng độc. Trong thần đình sao lại có độc? Tần Tang tu luyện độc công, cảm giác nhạy cảm với độc, vậy mà không phát giác được độc tố nhập thể, đến khi độc châu cảm ứng được tự vận chuyển, hắn mới phát hiện. Căn cứ độc châu phản ứng, loại độc này không chỉ ẩn núp dị thường, độc tính còn cực mạnh. Độc tố tiếp tục tích lũy thể nội, đến khi Tần Tang phát giác, tất thành họa lớn. Hắn tu luyện độc nguyên, có năng lực chống cự liệt độc, không đến mức lập tức mất mạng. Nhưng trong tình hình này, một khi bị độc tố ảnh hưởng, thuấn di hơi chậm một nhịp, sẽ bị yêu vương bắt lấy. Lại tới một vị yêu vương, Tần Tang nghĩ đến đầu Bích Lân yêu xà kia, rất có thể là một con độc vật. Chỉ có yêu vương thi triển thần thông độc đạo mới có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Yêu vương âm thầm bố trí độc vực, mai phục ở đây, may mắn bị độc châu phát giác. Một vị yêu vương đã làm hắn mệt mỏi, hai yêu vương vây giết, bản thân còn có thể kiên trì bao lâu. Tần Tang không dám chần chừ, lập tức thúc giục Kim Long, thuấn di ra mảnh độc vực này. Chỉ thấy kim quang lóe lên một cái, xuất hiện lại đã chạy khỏi nơi đây. Biên giới độc vực, phía sau một tòa tiên sơn truyền ra một tiếng kêu nhẹ. Bích Lân yêu xà chẳng biết lúc nào thu thỏ thành mãng xà lớn như bình thường, trốn ở chỗ này. Thấy độc vực bị đơn giản nhìn thấu, Bích Lân yêu xà rất ngạc nhiên, trong mắt lạnh thoáng hiện u mang, nhìn chăm chú tuần thiên thần liễn. Trong miệng lưỡi rắn khẽ nhả,
phát ra quái thanh xì xì, giống như đang truyền đi một loại tín hiệu nào đó. Sau một khắc, sau một tòa tiên sơn khác, chợt có một đạo lưu quang xanh biếc phóng lên tận trời, hiện ra một con kim giác yêu ngưu uy mãnh dị thường. Trên thân kim giác yêu ngưu bao phủ quang hoa xanh biếc, khí tức không khác Bích Lân yêu xà, sư tử vồ thỏ, cũng cần toàn lực. Vì cầu ổn thỏa, Bích Lân yêu xà bố trí mai phục, thi triển thần thông ẩn nấp, che giấu nó và ngưu yêu, lại thêm tiên sơn thần điện ngăn cản ánh mắt, thiên mục điệp cũng không phát giác được bọn chúng. Kim giác ngưu yêu từ phía sau núi xông ra, không lựa chọn truy kích Tần Tang, mà đột nhiên vọt lên không, mặt ngoài kim giác hiển hiện từng vòng kim văn, bắn ra kim quang chói mắt. Kim giác phảng phất muốn đâm thủng thiên khung, ngưu yêu hít sâu một hơi, ngực bụng đột nhiên hở ra. Chỉ nghe đông một tiếng, tiếng như nổi trống, chấn động thiên địa. Âm thanh này không giống phàm âm, chính là bản mệnh thần thông của ngưu yêu, mệnh danh tâm trống, có thể chấn nhiếp tâm thần địch nhân. Tu vi hơi kém, nguyên thần bị đánh chết cũng rất có khả năng. Mũi nhọn kim giác hướng thẳng Tuần Thiên Thần Liễn đang bỏ chạy, ở giữa không bị cách trở, Tần Tang lại đứng mũi chịu sào. Kim Long mang theo hắn chạy trốn, nhưng không thể che chở hắn. Lúc kim giác ngưu yêu xuất thủ, Bích Lân yêu xà đã thân hóa lưu quang, cùng yêu bằng một trái một phải, nhào nhanh đến thần liễn. Một màn kế tiếp lại hoàn toàn ra khỏi ba yêu dự đoán. Chỉ thấy Tần Tang ngồi ngay ngắn trên ngọc tọa, đưa lưng về phía tam yêu, bị tâm trống trùng kích, thân thể lung lay một cái, nhưng cũng chỉ thế thôi, sau đó thôi động Tuần Thiên Thần Liễn lần nữa thuấn di. Hai vị yêu vương vồ hụt, kim giáp ngưu yêu chừng hai mắt như chuông đồng, khó mà tin. Người ngồi trên liễn tu vi rõ ràng chưa vào ngũ phù cảnh, chỉ là một gã động huyền chân nhân. Kim giáp ngưu yêu trước khi vào thần đạo đã tiếp cận động huyền đỉnh phong. Nó vừa bộc lộ tài năng liền được đại thánh coi trọng, triệu nhập đại thánh phủ tu hành đến nay, yêu vương nhìn thấy nó cũng phải kêu một tiếng đạo hữu. Kim giáp ngưu yêu tự tin, trong tu sĩ và yêu tu cùng giai, có thể ngăn cản tâm trống lác đác không có mấy ai, nó lại thất thủ trên thân tu sĩ tu vi rõ ràng không bằng nó. Độc vực lại thêm tâm trống, có thể xưng phục kích thiên y vô phùng, lại bị đối phương hóa giải đơn giản. Nhìn ba đạo độn quang truy đuổi nhau, kim giáp ngưu yêu muốn đọ sức với người ngồi trên liễn, nhưng không giỏi độn thuật, đảo mắt bị bỏ lại đằng sau. Thở dài, kim giáp ngưu yêu đành phải điều khiển độn quang, quay về lôi thành. Chương 2824, Triệu Thần. Thấy không, tiểu tử này không đơn giản, nếu không bản vương sớm đã bắt được hắn, yêu bằng truyền âm qua. Nó ngược lại cảm thấy dễ chịu, yêu xà tỉ mỉ bố trí mai phục còn thất thủ, xem như tìm về một ít mặt mũi cho nó. Yêu xà nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng hỏi lại, chỗ nào thần liễn cũng đi qua được thật sao? Bọn chúng nhìn thấy ghi chép trong đạo kinh, biết đạo đình có một bảo vật như vậy, không ngờ bảo vật này cường đại như thế. Yêu bằng trần trừ nói, thần đình không chỉ là chỗ cung phụng thần phù, thần điện chính là chỗ quan trọng nhất của thần đình. Tuần Thiên Thần Liễn có thể tùy ý ra vào thần điện, còn chỗ nào mà đi không được nữa. Nhìn thấy thần liễn đi xuyên qua kết giới, yêu bằng liền quyết định, nhất định phải cướp được bảo vật này. Sao ngươi lại xuống đây, gặp phiền toái gì sao? Cửu tiêu chặn đường, có lẽ thần liễn đi qua được. Yêu xà giải thích đơn giản, thần sắc lộ ra vẻ do dự, đáng tiếc trong nhóm không ai biết thần thông liên quan đến không gian. Bất quá, Tuần Thiên Thần Liễn mượn nhờ lực lượng của thần đình, dù cho có loại thần thông này, chỉ sợ cũng bị hạn chế. Ngươi xem con kim long kia, hai chúng ta liên thủ, bao vây chặn đánh, nhìn hắn còn nhảy nhót được bao lâu. Yêu bằng dừng một chút, nói bổ sung, không nên để hắn đi sâu vào tam viên. Yêu xà đưa mắt nhìn kỹ thần liễn, đúng như yêu bằng nói, nhưng thần sắc vẫn không khỏi sầu lo. Tần Tang toàn lực chạy trốn, nguy cơ sớm tối, bọn chúng làm sao lại không khẩn trương. Không biết tình hình bên ngoài thần đình thế nào, chúng nó lo lắng đại thánh, lâu vậy rồi đại thánh còn chưa xông lên thần đình, chẳng lẽ bị chân quân vây công. Vì kế hoạch, đành phải làm theo lời yêu bằng nói, hy vọng xuất hiện chuyển cơ. Hai yêu âm thầm trao đổi, một mực không đình chỉ truy kích. Bọn chúng thần thông quảng đại, phối hợp ăn ý, yêu xà gia nhập truy đuổi, Tần Tang nhận áp lực tăng mấy lần, càng lúc càng khó khăn né tránh. Bất đắc dĩ phải dùng thuấn di đào mệnh, trơ mắt nhìn thần liễn biến xấu, trạng thái bất ổn, lòng nóng như lửa đốt. Hai yêu không thể ngăn cản thần liễn thuấn di, nhưng vẫn tận lực dây dưa tiêu hao.
Tần Tang nhìn thấu ý đồ của bọn nó, nhưng không thể làm gì. Dù cho có nhiều phù thần hơn nữa, vị nghiệp không đủ cao, dưới sự liên thủ của hai yêu vương, kết giới của thần điện căn bản không kiên trì được bao lâu. Chỉ thấy ba đạo lưu quang đuổi chạy trong thần đình, kim hồng như điện. Những nơi đi qua, kim điện sụp đổ, thần phù ngã xuống đất, trở thành phế tích. Ngay lúc Tần Tang bị yêu vương truy sát, bên ngoài thần đình chiến hỏa cực thịnh, phía bắc trung mậu trị, thật yên tĩnh. Nhiều tuyền chân nhân đứng trên tường thành, quần áo bồng bềnh, đưa mắt nhìn yêu vân đen nghịt ngoài thành, sắc mặt dầu dĩ. Thú triều binh lâm thành hạ, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đông, cách nhau quá xa, ở chỗ này không nhìn thấy được đạo kiếm ảnh kia. Nhưng tu sĩ đạo môn vẫn cảm nhận được kiếm ý kinh thiên động địa. Chính diện giao phong với kiếm ý, chính là một cỗ khí tức đáng sợ, núi xa ở bên ngoài. Kiếm ảnh huyền thiên, hung thú lăng lý bị thương, điên cuồng gào thét về phía kiếm ảnh. Vết thương chưa khép lại, máu tươi chảy xuôi xuống, không ngừng truyền đến cảm giác đau nhói, làm trong lòng của nó sinh ra sợ hãi không cách nào ngăn chặn, không dám bước vào lôi trì một bước. Hung thú cấp bậc chân quân, không chỉ có một con này, phía sau thú triều, vẫn còn khí tức không kém hơn hung thú lăng lý, bị kiếm ảnh chấn nhiếp, băn khoăn không dám tiến lên trước. Nhiều tuyền chân nhân sầu lo nặng nề, không giảm trái lại còn tăng, tất cả mọi người đều biết rõ, một đạo kiếm ảnh không thể nào ngăn cản hung thú cấp bậc chân quân. Thời gian càng lâu, bọn chúng bị Minh Yêu Cổ ảnh hưởng càng sâu, sớm, muộn gì hung tính cũng sẽ bộc phát, mạnh mẽ xông tới, kiếm ảnh thật đủ lực để ngăn cơn sóng dữ sao. Càng đáng sợ hơn, chỗ sâu trong Nghiệt Nguyên và Nghiệt Hải vẫn còn tồn tại kinh khủng không kém hơn hung thú cấp bậc chân quân. Có người gọi nó là ác quỷ, hung linh của thế gian. Khác quỷ hồn mà thường nhân biết, trong đạo kinh miêu tả nó là lục thiên cố quỷ, nói rằng cố quỷ do lục thiên cố khí thai nghén mà sinh ra, bọn chúng là bản nguyên của lục thiên cố khí. Những lục thiên cố quỷ này không bị Minh Yêu Cổ ảnh hưởng, nhưng Minh Yêu Cổ dẫn động trận giết chóc đáng sợ, cuối cùng cũng sẽ làm bọn chúng chú ý đến. Kẻ tu vi cao siêu, mơ hồ cảm nhận được khí tức hung ác quỷ quyệt. Tiếng trống vang vọng không ngừng, đám yêu ma quỷ phương quốc phát điên hết rồi. Thú triều không biết phân biệt địch ta, phòng ngự của quỷ phương quốc không nghiêm mật bằng đạo đình, nói không chừng sẽ bị hủy diệt sớm hơn đạo môn. Thời điểm sinh tử tồn vong, hai vị chân quân ngăn nổi không? Nhiều tuyền chân nhân nhìn tràng cảnh kinh khủng ngoài thành, trong lòng không khỏi do dự. Nhiều tuyền đạo hữu, chúng ta cần đích thân bày trận, đề phòng đại hung, thiên y bộ và ôn bộ giao cho người. Bên tai chợt nghe một giọng nói già nua, nhiều tuyền chân nhân biết thân phận của đối phương, quay người lại, chắp tay nhận lệnh về phía nội thành. Tiếp theo, một đạo lưu quang từ nội thành bay tới, nhiều tuyền chân nhân nhấc tay nắm lấy, chính là một lệnh tiễn. Nội thành dần hiện lên độn quang đủ mọi màu sắc, từng đội đạo sĩ theo lệnh mà đến, tụ tập dưới trướng nhiều tuyền chân nhân. Lúc đạo đình toàn thịnh, kinh pháp tổng tại phù đạo, nhưng lại bao hàm toàn diện. Thần đình không chỉ có lôi bộ và đấu bộ, vẫn còn ôn bộ, hỏa bộ, thiên y bộ, vân vân. Thiên y bộ, tên như ý nghĩa, năm đó những tông môn sáng lập bộ pháp lục này, sở trường về đan đạo, Tịnh Tuyền Quan đứng thứ nhất. Ôn bộ liên quan đến ôn độc, một phần nào đó cũng liên quan đến đan đạo, cho nên đạo sĩ của hai bộ đều do Nhược Tuyền chân nhân xuất lĩnh. Đại chân nhân còn nhiệm vụ trọng yếu hơn, Nhược Tuyền chân nhân tự trảm tu vi, kiến thức và thực lực đều không phải những động huyền chân nhân kia sánh bằng, việc nhân đức không nhường ai. Vù Nhược Tuyền chân nhân triệu hoán lục đàn, tay chỉ ngọc trúc trượng, đăng đàn thi lệnh. Chư chân nhân nhao nhao triệu hồi lục đàn của mình, lấy Nhược Tuyền chân nhân làm trung tâm, sắp xếp thành trận, khí cơ liên kết nhau, linh quang chiếu rọi trời cao. Chỉ thấy Nhược Tuyền chân nhân thi triển thiên cương bộ, cầm bảo trượng múa, trượng này tên là thiên y trượng, chung nguồn gốc với thiên y bộ, thời điểm thi chú tu sĩ thiên y bộ cũng giúp ích được chút sức lực. Bảo trượng tỏa sáng thần quang, lăng không hóa linh phù. Nhược Tuyền chân nhân ngước nhìn thương thiên, miệng nhẹ tụng. Đệ tử Tịnh Tuyền Quan, đạo hiệu Nhược Tuyền, đốt phù khởi bẩm, cáo hạ lệnh, phù, tấu thiên y sứ giả, thượng dược linh quan, chữa bệnh ngọc nữ, pháp thiêu kim đồng. Sắc lệnh hiệu triệu, hộ ta linh đàn, cấp cấp tốc hành, không được kéo dài. Tấu xin. Chư chân nhân còn lại nhẹ tụng, chú âm hùng vĩ, trang nghiêm, mỗi người tấu cáo thần minh khác nhau. Chú lực tan phù, nhiều tuyền chân nhân cầm linh phù, ngọc thủ lắc nhẹ, linh phù tự đốt, hương khí như một đạo linh quang, xông thẳng lên thiên giai. Hai mắt nhiều tuyền chân nhân sáng ngời,
lộ ra vẻ mong đợi. Chúng tu sĩ đạo môn đều ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt khẩn trương, vô thức ngừng thở. Trong lúc đó, xung quanh vang lên từng tiếng kinh hô đè nén từ lâu. Một số pháp đàn bỗng nhiên tỏa sáng linh quang lóng lánh. Phù cảm giác được thiên thần, thần lực hạ xuống, tu sĩ đạo môn được ra gì, sinh ra cảm ứng trong cõi u minh, cảm nhận được một cỗ thần lực dồi dào quán trú bản thân. Cảm giác này, ngoại trừ Âm Thiên Cung, những tu sĩ đạo môn khác suốt đời chưa hề thể nghiệm qua, chỉ tồn tại trong đạo kinh. Thật sự quá lâu rồi. Thời khắc này, tất cả tu sĩ đạo môn, lệ nóng doanh tròng. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2825, Khóa Lễ. Loại pháp thuật này tên là biến thần. Người hành pháp thông qua pháp lục câu thông thần đình, quan tưởng tượng thánh cùng tôn hiệu thiên thần. Tôn tư bản thân thay đổi thành thiên thần, phối hợp kinh pháp chú quyết tương ứng, từ đó nhận được phù thần trả lời, thần lực quán chú. Lực lượng phù thần có thể gia trì cho binh mã, cũng có thể gia trì bản thân. Loại pháp thuật này cũng có hạn chế, muốn thu được phù thần trả lời, đều có yêu cầu với người thi pháp về tu vi, tính tình cùng tạo nghệ pháp thuật. Không phải phù thần vị nghiệp càng cao sẽ càng cao, vị nghiệp càng cao, số lượng càng nhiều, yêu cầu với người hành pháp sẽ càng lớn. Đa số tu sĩ đạo môn chỉ có thể triệu xin thần trong ti đối ứng với pháp lục bản thân, vị nghiệp tương đương pháp vị mình, hoặc là phù thần không cao hơn bản thân quá nhiều. Trong đó thần tướng hộ đàn là dễ dàng nhất. Triệu mời phù thần càng cao cấp, lấy được lực lượng càng cường đại, nhưng lúc hành pháp trình tự càng rườm rà, phải khai đàn, còn phải cẩn thận tỉ mỉ phát phù, đồng thời phối hợp chú quyết, cương bộ tương ứng. Triệu thần vượt cấp, liên phát mấy chục trên trăm đạo phù cũng không hiếm thấy. Mặt khác, rất nhiều tu sĩ đạo môn cùng nhau khai đàn hành pháp, cũng có thể triệu mời phù thần cao giai, nhưng cần khóa lễ đạo môn cực kỳ khắc nghiệt và rườm rà, tại đạo môn xưng là lập đàn cầu khấn. Điểm trọng yếu nhất là, phù thần nhất định phải tồn tại, mới có thể trả lời. Tu sĩ đi theo Nhược Tuyền chân nhân thi pháp không phải người nào cũng thành công, nhưng đã đủ để phấn chấn nhân tâm. Bên ngoài tiên thành, yêu khí cuồn cuộn, đại trận tiên thành đã mở, cấm chế. Bao phủ ngoài thành mấy trăm dặm, yêu vân tiến vào phạm vi lực lượng linh trận, bị ép xuống rõ ràng. Ầm, ầm, ầm. Trong thú triều, vô số phi cầm tập trung, hung thú có thể ngự không phi hành bị rơi xuống đất. Thú triều trào lên. Đám hung thú này bất hạnh bị đồng bạn phía sau trùng kích và trà đạp, vô số kể hung thú biến thành thịt nát. Huyết khí lại khiến thú triều kích thích càng lớn. Đại chiến chưa bắt đầu, đã có vô số hung thú tử thương. Nhưng trong vô biên vô tận thú triều, một ít quân số giảm này lộ ra không có ý nghĩa. Tu sĩ đạo môn sau khi thi triển biến thần cảm nhận được lực lượng bản thân cường đại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thấy thú triều càng ngày càng gần, kiềm chế không được, nhao nhao thi triển thần phù, đánh về phía ngoài thành. Tu sĩ xuất thủ đa số tu luyện pháp lục ôn bộ. Chỉ thấy từng đạo lưu quang nổ tung ở ngoài thành, bắn ra khói độc diễm lệ đủ mọi màu sắc, khói độc đụng vào nhau, liên kết thành chướng khí. Ngoài thành trống rỗng ngưng kết ra một đạo khói chướng năm màu, hung thú xông vào độc chướng bị mất mạng vô số. Có con lặng yên không một tiếng động ngã lăn trên mặt đất, có con toàn thân hư thối, huyết nhục hóa thành kịch độc, tiếp tục ăn mòn hung thú khác. Một màn này, tu sĩ đạo môn lập tức phát hiện không giống trước, cũng là thần phù, tốc độ thi phù và uy lực đều vượt qua trước kia. Mà một số thần phù trước kia cảm thấy không lưu loát, thậm chí vượt qua cực hạn bản thân cũng có thể thi triển được. Bọn họ cũng cảm giác được, tiêu hao cũng lớn hơn, trước kia có thể liên phát 10 đạo phù, hiện tại chỉ có thể phát 8 đạo thậm chí ít hơn, lực lượng phù thần gia trì không thể tồn tại lâu dài. Bất quá, những thứ này không ảnh hưởng toàn cục, ai không thu được thần đình trả lời vẫn phấn chấn nhân tâm. Thấy cảnh này, xung quanh ầm vang reo hò. Thành nội lập tức nhiều lần hiện linh quang, vô số lục đàn đằng không bay lên, tụng chú không ngừng bên tai, kiệt lực triệu mời phù thần cao giai nhất trong phạm vi năng lực của mình. Dưới bóng đêm thần quang tiên thành sáng chói, chênh lệch rõ ràng với yêu vân âm trầm bên kia. Tu sĩ chưa nhận được trả lời cũng không nhụt chí. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, rồi sẽ có một ngày có thể khôi phục thần đình như cũ. Bảo vệ đạo môn ta! Bảo vệ đạo môn ta! Tiếng hô lại vang lên, liên tiếp, so với trước đó thiếu đi mấy phần bi tráng, nhiều hơn mấy phần hào hùng. Ầm,
Ầm, ầm, cửa lục đàn liên tiếp mở rộng, từng vị tu sĩ đạo môn xuất lĩnh binh mã nhìn tiền tuyến. Ầm ầm ầm, đại địa lắc lư, yêu vân che khuất bầu trời, thú triều mênh mông vô bờ. Ầm, hung thú binh lâm thành hạ. Cùng lúc đó, trên trời ngoài thành rơi xuống liệt hỏa, đại địa hóa thành nham tương vũng bùn. Mỗi một phiến bông tuyết, mỗi một đạo lưu hỏa đều có uy lực đáng sợ, điên cuồng thu hoạch tính mệnh hung thú. Đại trận hộ thành khởi động, giết. Trên tường thành tiếng gầm thét ngập trời. Dưới đại trận hộ thành che chở, tu sĩ đạo môn chủ động thẳng hướng ngoài thành. Tu sĩ long hổ đàn được thần lực gia trì, từng kẻ uy mãnh vô cùng, xuất lĩnh yêu binh trùng sát. Trong binh trận ẩn giấu từng tòa lục đàn, chư chân đạo môn đích thân là hạch tâm binh trận, thao túng binh mã. Nếu từ trên không quan sát, có thể nhìn ra toàn bộ chiến trận đạo môn, tựa như lấy lục đàn, binh mã cùng tu sĩ tạo thành trận pháp to lớn. Mà trên đầu thành, cũng có lục đàn lơ lửng. Lục đàn san sát vô số kể, tầng tầng cao, trên tiếp trời cao. Ở trong đó đa số tu kim ấn đàn, trong đó không thiếu cao chân động huyền, hoặc liên thủ hành sát giết địch, hoặc thi triển đủ loại thần phù hỗ trợ đồng đạo. So với thú triều, bên đạo môn nhìn như yếu kém, nhưng hết thảy ngay ngắn trật tự, tiến thoái rõ ràng. Đạo môn chia binh vài luồng, xông vào thú triều, như từng dòng lũ, có thể hỗ trợ nhau, bẻ gãy nghiền nát, vừa đi vừa về trùng sát trong thú triều. Binh phong chỉ, máu chảy phiêu mái trèo. Lúc này, bên trong tòa tiên thành vang lên chú âm ôn nhu của Nhược Tuyền chân nhân, thanh âm không lớn, nhưng mỗi tu sĩ, binh mã đều có thể nghe được. Ngọc khí hóa lưu, thần linh hạ chiếu, giá khôi thừa cương, hiện chư cửu thiên. Cửu địa sinh dân, mệnh lộc câu xương, trường sinh cửu thị, vĩnh bất tử ai. Cấp cấp như luật lệnh, thanh âm lọt vào tai, giống như xuân phong hóa vũ. Trên chiến trường, yêu binh và tu sĩ trùng sát, sát ý nơi ngực, gần như quên hết thảy, nghe được chú âm, đều khôi phục mấy phần thanh minh. Chỉ thấy trên không tòa tiên thành, trong trận lục đàn, một tòa lục đàn cao thăng giữa không trung, đồng thời có từng tòa lục đàn đi theo, bảo vệ xung quanh. Trung tâm lục đàn chính là Nhược Tuyền chân nhân. Nàng đắm chìm trong thần quang, vẻ mặt ôn nhu, giống như cửu thiên thánh mẫu hạ phàm, không đành lòng xem thế gian cực khổ, ngọc thủ nhẹ nâng lên, linh quang vạn trượng. Quang mang hóa thần phù, ngưng ở hư không, thình lình hình thành một đạo thần phù to lớn gần như có thể xuyên qua tiên thành. Phù tự rủ xuống quang mang, thần phù như kỳ phiên tung bay, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, vạn điểm linh quang, trôi hướng ngoài thành. Nhao nhao rơi vào thân yêu binh và tu sĩ đang chém giết. Đám yêu binh cảm thụ rõ ràng nhất, bọn chúng phảng phất thu được vô tận sinh mệnh lực, khí huyết tràn đầy trước nay chưa từng có. Một ít vết thương trên người, huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, đau nhức biến mất, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Dù bị thương tới chỗ yếu hại, cũng giảm bớt không ít. Đồng thời, sau khi chữa trị thương thế cho bọn chúng, phù lực cũng không biến mất, còn tiếp tục tồn tại. Thi triển ra đạo thần phù này, sắc mặt Nhược Tuyền chân nhân trở nên dị thường tái nhợt, trên lục đàn xung quanh, tu sĩ phụ tá nàng không thiếu người thân thể lắc lư, nếu không phải được thần lực gia trì, đã sớm không chịu nổi. Nhược Tuyền chân nhân hít sâu một hơi, lấy ra một cái bình ngọc, nuốt linh tương trong bình vào, ngồi xếp bằng trên đàn. Tu sĩ khác cũng tự mình lấy ra đan dược, nuốt vào khôi phục. Chương 2826, thần phù cấp chân quân. Dùng đạo thần phù này, tiêu hao rất nhiều, nhưng mang lại hiệu quả nhanh chóng. Chỉ một thoáng, tu sĩ đạo môn khí thế đại trấn, tiếng gào như sấm, nhất cổ tác khí giết lùi thú triều mấy chục dặm. Không chỉ ở tòa tiên thành này, tại tòa tiên thành khác cũng xảy ra tình huống tương tự, hoặc cố thủ không ra, hoặc trùng sát thú triều. Không lâu lắm, biên cảnh Nam và Bắc đều bị thú triều vây quanh. Quỷ Phương quốc cùng Cụ Sơn Trị không cách nào may mắn thoát khỏi. Phía Bắc, yêu vân như biển, phía Nam thì phong bạo ngập trời. Ầm. Chợt có một tòa tiên thành của đạo môn bắn tỏa kim quang sáng ngời. Kim quang bắn thẳng lên trời cao, cách xa cả ngàn dặm vẫn nhìn thấy được. Phảng phất như một tín hiệu, những tiên thành khác liên tiếp bắn ra kim quang, từng đạo kim quang hô ứng lẫn nhau. Hào quang màu vàng chiếu rọi thiên địa, tại chân tĩnh tiên thành. Nhược Tuyền chân nhân cảm nhận được cái gì, trợn mắt nhìn về phương xa. Toàn bộ biên cảnh phía Bắc, kim sắc trường xà hiển hiện nối ngang đông tây, tạo thành kim sắc tường thành, bảo vệ phúc địa của đạo môn. Trong lúc nhất thời,
cục diện bên phe đạo môn tốt đẹp. Thú triều bị ngăn cản bên ngoài biên cảnh, cụ Sơn Trị và Quỷ Phương Quốc thì thảm liệt hơn nhiều. Tình huống của cụ Sơn Trị tốt hơn một chút, nhân tộc một phương. Lôi Đình Tả Hữu Phủ xuất binh, chỉnh hợp tu sĩ Bắc Cảnh, lấy Tinh Đảo Tiên Hồ làm cứ địa chống đỡ thú triều. Phía Nam vốn ít người, tu sĩ Âm Thiên Cung và đại quân đạo môn kết trận lui giữ Hoàng Tuyền Đạo. Yêu quốc một phương, tất cả đại yêu quốc đồng khí liên chi. Tu sĩ cụ Sơn Trị, yêu tu, chỉ là con cá trong chậu bị liên lụy, rất nhiều kẻ bàng hoàng, chết lặng chém giết. Bọn họ không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, bất đắc dĩ chờ đợi Quỷ Phương Quốc và Đạo Đình phân ra thắng bại, đến mức Quỷ Phương Quốc, sinh linh đổ thán. Đại Thánh dốc hết túi đánh cược, được ăn cả ngã về không, lệnh cho tinh binh trấn thủ Minh Yêu Cổ, những nơi khác phòng ngự yếu kém. Minh Yêu Cổ không cách nào khống chế thú triều khổng lồ như thế, chỉ thoáng dẫn dắt được hung thú cấp bậc chân quân. Thú triều xông vào cụ Sơn Trị, phá hủy yêu thành, không e dè đổ sát, hết thảy không còn, vô cùng thê thảm. Đô Công Ấn có thể tiếp dẫn lực lượng của thần đình, chống cự lục thiên cố khí, nhưng cũng không thể tồn tại độc lập, kiến tạo tĩnh đàn, đô đàn và phân đàn, hiển lộ tác dụng chân chính. Những nơi có pháp đàn mới được Đô Công Ấn bảo vệ. Yêu thành sụp đổ, pháp đàn bị hủy, lục thiên cố khí xâm nhập, lãnh thổ thất lạc, lần nữa biến thành nghiệt nguyên. Dù cho ngày sau đánh đuổi, thú triều muốn xây dựng lại không phải chuyện dễ. Tình hình như thế đã không phải lưỡng bại câu thương, mà là Đại Thánh không tiếc hết thảy, bỏ mạng đánh cược. Đại Thánh phủ, trống vang trấn thiên. Nhóm yêu vương đau lòng nhìn lãnh địa của mình bị hủy, không ai hiểu tình cảnh hiện tại của mình hơn bọn chúng. Nếu để đạo môn khống chế thần đình, bọn họ sẽ dễ dàng chảm đoạt liên hệ giữa yêu lục và thần đình. Đến lúc đó chỉ còn con đường thần phục đạo môn, đánh mất tự do, trở thành yêu binh, chịu đựng roi ra. Đời đời kiếp kiếp không cách nào xoay người. So với đạo môn, Quỷ Phương Quốc mới thật sự đến thời khắc sinh tử tồn vong. Một vị yêu vương hiển hóa chân thân đại yêu Viên Hầu, lông màu xám, giữa trán có một con mắt dựng thẳng. Lúc này, nó đứng trước Minh Yêu Cổ, tam mục trừng to, hai tay cầm dùi trống, gõ Minh Yêu Cổ. Tùng, tùng, tùng. Tiếp một tiếng, lại tiếp một tiếng. Mỗi khi tiếng trống vang lên, khí huyết tiêu hao kinh người, tu vi cao như yêu vương, khó mà chịu đựng nổi. Hai tay của Viên Hầu run run, con mắt thứ ba nổi đầy tơ máu, nhưng nó cố gắng kiên trì, cho đến khi kiệt lực. Dùng hết lực lượng cuối cùng, đánh lên tiếng trống cuối cùng, toàn thân nứt toác, phun máu tươi ngã xuống. Sau lưng Viên Hầu, sớm đã có một vị yêu vương khác đứng chờ, không ai an ủi hay trị liệu cho đồng bạn, lặng lẽ tiếp nhận dùi trống, tiếp tục đánh. Viên Hầu được những yêu tu khác tiếp lấy, chữa thương ngay tại chỗ. Tiếng trống truyền xa. Con hung thú cá chép bị tiếng trống ảnh hưởng, hai mắt lộ ra hung quang, kích động mấy lần, muốn công kích kiếm ảnh. Bên trong thú triều cũng có tiếng giống giận chấn động nhân tâm, tiếng giống càng lúc càng thê lương. Tu sĩ đạo môn hiểu rõ, cục diện hiện tại tốt đẹp, nhưng tạm thời mà thôi, những đại hung kia sớm muộn gì cũng bị hung tính chiếm lấy lý trí, liều mạng xông tới. Đến lúc đó, bọn họ không chỉ đối mặt thú triều, vẫn còn đối thủ đáng sợ cấp bậc chân quân, Trung Mậu Trị Đàn. Hai vị đại chân nhân lưu thủ trị đàn, bày xong pháp đàn, ngồi xếp bằng bên trên pháp đàn, đồng thành một lời, mời Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn. Tiếng nói vừa dứt, Thụ Lục Viện bắn ra một đạo bảo quang, bay đến giữa hai vị đại chân nhân, chính là tiểu ấn lúc trước Trương chân quân cầm trong tay. Tiểu ấn làm lằng ngọc, cao 1 tấc 8, dài 1 tấc 9, ấn văn 6 chữ, viết thành 2 hàng. Trên ấn nhiều màu sắc, nhìn như những chỗ đó vốn bị hư hại, được người chữa trị. Hai vị đại chân nhân nâng tay lên, cách không đối trưởng, Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn lư lững giữa hai người. Ta lĩnh lệnh của chân quân, truyền lệnh chư đàn. Hai vị đại chân nhân đồng thanh truyền lệnh. Nơi xa, quán chủ Tịnh Tuyền Quan, ngồi xếp bằng trước tông đàn, nghe được thanh âm, đột nhiên mở to mắt, bắn tỏa tinh quang, động thân đứng dậy. Đệ tử tuân lệnh, quán chủ thi lễ cúi chào tông đàn, lấy ra thiên y cầm, nhẹ nhàng, chĩa xuống đất, thân thể nhanh nhẹn xoay chuyển, áo bào bồng bềnh, bay lượn như điệp ảnh. Nàng thi triển bộ cương thuật, xinh đẹp như tiên vũ, tư thế hiên ngang, thần thánh vô cùng, làm người ta không dám sinh lòng khinh nhờn. Đệ tử Tịnh Tuyền Quan nhao nhao tế ra thiên y cầm, bay trận sau lưng quán chủ, đồng thời thi triển bộ cương thuật. Cùng lúc đó, các tĩnh đàn, đô đàn, tông đàn đều có tu sĩ đạo môn triệu hồi pháp đàn,
đa số tay cầm pháp kiếm, múa kiếm đạp tấu. Tất cả mọi người thi triển cùng một loại bộ cương thuật, hành động nhất trí, tụng cùng một loại chú. Chư đàn lấp lánh linh quang, hô ứng trị đàn. Đây là khóa lễ của đạo môn, hai vị đại chân nhân tại trị đàn là người chủ trì khóa lễ. Khóa lễ lần này, tất cả pháp đàn tại Trung Mậu Trị cùng nhau phát động, rộng rãi đến cực điểm, mục đích chỉ vì mời triệu thiên thần. Khóa lễ to lớn như thế, thần phù được mời tất sẽ không bình thường. Hoàn thành xong bộ cương thuật, trị đàn truyền đến mệnh lệnh, thi triển bộ cương thuật loại khác, thủy trung ẩn mà không phát. Chi chi. Hung thú cá chép triệt để bị hung tính chiếm mất lý trí, há miệng kêu to, đột nhiên hóa thành tia chớp màu xám, lao đến kiếm ảnh. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chạm xuống tia chớp màu xám, dư ba đơn giản chặt đứt mấy ngọn núi, thú triều bị đánh tan thành cho bụi. Hung thú cá chép bị đánh bay, thân thể bị chém một kiếm, vết thương sâu đủ thấy xương. Nhưng một kiếm này chưa thể chém rơi hung tính của nó. Hung thú cá chép thét lên một tiếng thê lương. Thấy cảnh này, con đại hung thú khác rốt cuộc kiềm chế không được. Chỉ thấy một đôi cánh lớn che trời, chính là con đại hung thú liên thủ với con cá chép. Nơi khác cũng có khí tức kinh khủng, dẫn phát thiên tượng. Trung Mậu Trị Đàn, hai vị đại chân nhân trừng to mắt. Nhờ chấp kiếm chân nhân tranh thủ thời gian quý giá, rốt cuộc bọn họ đã tìm thấy thần phù cấp bậc chân quân còn tại thế. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2827, Kiếm Sĩ Thủ Thiên Môn. Giống, Trung Mậu Trị, cực chân tĩnh, một tiếng hổ khiếu giống rung động tiên thành. Một tiếng hổ khiếu này, thậm chí vượt trên vạn thú cùng giống trong thú triều, khiến hung thú xung quanh run lẩy bẩy, các tu sĩ sợ mất mật. Nhiều tuyền chân nhân thức tỉnh, nhìn phương Bắc, chỉ thấy nơi đó khói vàng cuồn cuộn, ẩn ẩn có thể thấy được một con mãnh hổ đang băng băng chạy tới tiên thành. Hình thể mãnh hổ lớn như núi non, bốn vó nhảy lên, nhẹ nhõm đụng gãy sơn phong, san bằng bình địa, cự nhãn to như chuông đồng bắn ra hung quang dọa người, tập trung vào tiên thành. Tất cả đàn thú phủ phục, con đại hung thứ nhất cuối cùng đã tới. Nhiều tuyền chân nhân không khỏi lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía tĩnh đàn. Chỉ dựa vào đại trận hộ thành cùng những người bọn nàng, tuyệt đối không thể ngăn trở hung thú cấp chân quân trùng kích. Trung Mậu Trị, Trị Đàn. Hai vị đại chân nhân sinh lòng cảm giác, liếc nhau, xa xa nhìn về phía cực chân tĩnh. Một người tụng chú, trung thiên vô thượng nguyệt, thanh quang vạn đạo minh. Phong giao tùng nguyệt phá, phong tĩnh nguyệt bất khuyết. Người còn lại tụng, thanh âm phân tứ quý, trường đoản nại tam canh. Trích vi vô tư chiếu, tùy phong đáo thái khư. Âm thanh tụng chú truyền khắp trị đàn, truyền tới địa bàn do Thiên Xu Viện quản lý. Tất cả pháp đàn, đàn chủ chư đàn cùng tu sĩ hành pháp đều nghe thấy. Người đọc thuộc lòng đạo kinh, nghe được hai đạo ngâm tụng này, lập tức minh ngộ tiếp theo sẽ làm gì, nhao nhao lộ vẻ kích động, theo lệnh hành phù, phù quang hiển hiện, cộng hưởng với trị đàn. Đám chân nhân cung chúc, diệu quả tố nguyệt thiên tôn. Pháp đàn dưới thân hai vị đại chân nhân run rẩy, thiên minh nguyệt bên trong hình như có cảm ứng. Nhàn nhạt ánh trăng rơi vãi hướng trị đàn Trung Mậu Trị, thân ảnh hai vị đại chân nhân mờ mịt, tựa như phủ thêm một tầng nguyệt sa. Trong nguyệt quang, vang lên thanh âm hai vị đại chân nhân ngâm tụng. Trung thiên thần nguyệt, xích minh khai quang, tam cảnh tề chiếu, chư thiên quang minh. Hà hải tĩnh mặc, sơn nhạc tàng yên, nhất chú tài niêm, bảo hào xương dương. Theo chú ấn, giữa hai vị đại chân nhân nhiều lần hiện thần phù, cuối cùng hiển hóa ra một thanh linh hương, hương khí lượn lờ, bay thẳng lên cửu thiên. Đám chân nhân thành kính tụng tiếp, diệu quả tố nguyệt thiên tôn. Chú âm cao vút, chấn động minh nguyệt cửu thiên. Tại cảnh nội Trung Mậu Trị, lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể thấy được quầng trăng sáng trên không trung lại khuếch trương gấp đôi. Khảm phía ngoài hai vầng trăng, lúc này tựa hồ lại xuất hiện vầng trăng thứ ba. Đúng lúc này, trong trị đàn, vị đại chân nhân ở phương Bắc bỗng nhiên đứng dậy, vung phất trần, bộ cương đạp đấu. Chân tâm thanh tịnh đạo vi tông, thí bỉ trung thiên bảo nguyệt đồng. Tịnh tảo mê vân vô điểm tế, nhất luân quang mãn thái hư không. Đám chân nhân đọc theo. Cứ thế tụng hàng ngàn chú văn, mỗi một đạo chú văn đều tương ứng với thần phù, cùng với cương bộ chỉ quyết. Thần sắc đám chân nhân càng thêm trang nghiêm, như đang triều thánh, cùng ngâm tụng, chú âm ẩn chứa vận luật đặc biệt. Khiết khiết minh nguyệt,
Lan phong ngũ tức, phân không trí cảnh, tụ khí huyền thiên. Kim chi huyền duệ, ngưỡng mộ thanh trần, thần đẳng quy mệnh, giữ đạo hợp chân. Nguyệt quang rơi vãi thanh huy khắp nơi, minh nguyệt trên không trung càng ngày càng sáng tỏ, tựa như muốn từ trên trời rơi xuống phàm trần. Trong thần đình, có một tòa thần điện, biển viết Nguyệt cung hoàng hoa tố diệu nguyên tinh thái âm nguyên quân. Đây là một trong cửu diệu tinh quân, chỗ thần điện thái âm nguyên quân, cũng xưng là thái âm hoàng quân. Trong thần điện, tượng thần thái âm nguyên quân tản mát ra ánh trăng thanh lãnh, hiển nhiên đã cảm ứng được hạ giới triệu hoán. Đại chân nhân cầm phất trần ngửa đầu nhìn trời, úi, người khởi bẩm, thanh phong phất diện, chân hương trực thấu thái âm phủ. Minh Nguyệt tuyên từ, đạo chỉ thỉnh hàng vô thượng quyết, chú xong. Đại chân nhân đột nhiên vung phất trần về phương bắc, chỉ hướng cực chân tĩnh phía xa. Tiên thành cực chân tĩnh, trong tĩnh đàn chợt có thần quang bắn thẳng lên không, một bóng người theo thần quang dâng lên, chính là một nữ quan mang pháp bảo. Thần tình nàng nghiêm túc, mang phù dung bích tiêu quan, tê trầm. Thân mang đạo phục màu tím, vẽ ngũ sắc vân hà, hợp với áo choàng chứa 32 đầu tử vân ngũ sắc. Váy đỏ thẫm ngũ phúc tứ lan, eo huyền bạch ngọc khuê. Chỉ thấy nàng lăng không bay lên, nhìn bầu trời, khí tức cộng hưởng với trăng sáng trên không trung. Giờ khắc này, toàn bộ cảnh nội trung mậu trị, nguyệt quang nhao nhao tụ đến hướng cực chân tĩnh. Bên trong thiên minh nguyệt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Soạt, nữ quan giang hai cánh tay, đạo phục trên thân bay phất phới, một đạo ánh trăng từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, các tu sĩ đang sùng kính, ánh mắt kích động nhìn về phía nữ quan, chỉ thấy nữ quan đắm chìm trong ánh trăng, khí chất phiêu nhiên như tiên, như là thái âm nguyên quân hạ phàm. Vô tận thần lực từ trên đỉnh đầu quán chú xuống, khí tức nữ quan liên tục tăng lên, khuôn mặt xinh đẹp lại vặn vẹo. Phảng phất đang tiếp nhận trùng kích và thống khổ đáng sợ, nàng nghiến chặt răng, rốt cuộc bước qua giới hạn nào đó. Giống, ầm ầm, bên ngoài tiên thành, hổ dữ trùng điệp rơi xuống đất, khí thế lao tới trước dừng lại một chút. Mắt hung gắt gao nhìn chằm chằm nữ tiên trên không trung, từ trên người nàng cảm nhận được uy hiếp, phát ra từng tiếng kêu to. Ủ, nữ quan mở mắt, vô tình không gợn sóng, thần quang như điện, bắn thẳng đến chỗ sâu ánh mắt hổ dữ, khiến nó gầm thét cuồng bạo hơn. Hổ dữ hóa thành khói vàng, vọt tới tiên thành. Trận chiến dưới mặt đất lửa cháy liên miên, trong quầng trăng, bên ngoài thần đình. Thiên Việt thượng nhân dựng thẳng kiếm trước thiên môn, độc chiến yêu tộc đại thánh. Cút ngay. Ngũ trảo kim long đạp trên kim diễm ngập trời đến, vung vẩy đuôi rồng, hung hăng quất hướng Thiên Việt thượng nhân. Đuôi rồng hất lên hóa thành kim quang vạn trượng, uy thế kinh người. Đối mặt đạo công kích đáng sợ này, Thiên Việt thượng nhân vẫn bình tĩnh, kiếm chỉ hư dẫn, ngàn vạn kiếm quang tề động, bỗng nhiên bắn ra. Kiếm quang tạo thành một đầu kiếm hà, trùng trùng điệp điệp, phong duệ vô song, phảng phất có thể xông phá hết thảy trở ngại thế gian, chính diện chém về phía kim quang vạn trượng. Ầm, kim quang phía trước ứng thanh vỡ nát, kiếm hà trong kim quang vạn trượng đi ngược dòng nước, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, mũi kiếm trực chỉ đầu rồng. Ngũ trảo kim long cảm giác mi tâm ẩn ẩn đau nhức, ánh mắt ngưng lại, giơ lên chân trước, xẹt qua hư không, phun ra nồng đậm kim quang, trước long thân hóa thành một kim sắc long trảo. Long trảo to lớn vô cùng, đầu trảo sắc bén như đao, chụp vào kiếm hà, khẽ động đã, có khí thế phong lôi. Ầm ầm ầm, hư không giống như bị long trảo cào nát. Khi kiếm hà xuyên qua kim quang vạn trượng, long trảo đã tới. Ầm ầm ầm, long trảo nắm lại, bóp vô số kiếm quang trong lòng bàn tay. Kiếm quang đâm trúng long trảo, giống như đâm vào kim thiết, nhao nhao tán đi. Ngũ trảo kim long cấp bách di chuyển, thừa cơ muốn vòng qua Thiên Việt thượng nhân, không ngờ thân ảnh vừa động liền nghe được thanh âm xé rách đinh tai nhức óc truyền đến. Có vẻ như long trảo chiếm thượng phong, vậy mà bị chia năm xẻ bảy, kiếm hà mang theo thế thôn thiên đã tới. Thần sắc ngũ trảo kim long biến đổi, phát ra tiếng gầm nhẹ, lân phiến toàn thân lập lòe, trống rỗng hiển hiện kim giáp. Kim giáp phong cách cổ xưa, bắn ra kim quang, lấy ngũ trảo kim long làm trung tâm, tụ thành vòng xoáy xoay nhanh. Thấy tình cảnh này, Thiên Việt thượng nhân lập tức thay đổi huyễn kiếm quyết. Kiếm hà vốn muốn chém về phía ngũ trảo kim long liền thu lại kiếm thế, đầu đuôi đụng vào nhau, hóa thành kiếm hoàn, vây ngũ trảo kim long vào trong. Kiếm hoàn sắp thành, Thiên Việt thượng nhân chợt thấy khác thường, nhíu mày lại. Chương 2828, một người hai kiếm.
Ngay sau đó bên trong kiếm hoàn vang lên một tiếng kiếm rít hùng hậu, trung tâm vòng xoáy kim quang hiển hiện hào quang u ám. U quang quỷ dị, thôn phệ kim quang, làm người khác cảm thấy âm lãnh. Trong nháy mắt, u quang cực tốc lan tràn, ngọn nguồn hiển hiện, hóa ra là một tấm bia cổ. Bia cổ đứng sừng sững trên lưng ngũ trảo kim long, toàn thân màu đen, mặt ngoài khắc chữ không rõ nghĩa, văn tự quanh co khúc khuỷu, đồng dạng quỷ dị như u quang. Kim long cõng bia, ngẩng đầu gầm thét. Bia cổ run nhẹ, hào quang nồng đậm bạo phát, như kinh đào hải lãng, lại như vô số lệ quỷ tạo thành quỷ vụ, khí thế cực kỳ khủng bố, ầm ầm phóng đến kiếm hoàn. Trong lúc nhất thời, kiếm quang ảm đạm, vô số kiếm quang bị u quang xâm nhiễm, biến thành màu đen, sau đó tiêu vong. Ngũ trảo kim long lao thẳng đến phía trước, xông phá kiếm hoàn, đang muốn tiếp tục vọt đi, đột nhiên trái im đập nhanh. Kiếm hoàn không còn, thay vào đó là một đạo kiếm quang, một thanh linh kiếm. Vèo. Tam xích thanh phong treo ngược trên trời, nhanh chóng giáng xuống, kiếm thế càng ngày càng thịnh, linh kiếm hóa thành cầu vồng, mũi kiếm trực chỉ nghịch lân của ngũ trảo kim long. Bị kiếm ý tập trung, ngũ trảo kim long hãi hùng khiếp vía, nó có kim giáp che chở, nhục thân cường tuyệt, lại cảm thấy không địch lại. Nếu như nó khư khư cố chấp, bị một kiếm này đâm trúng, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Ngũ trảo kim long tận khả năng đánh giá địch nhân phía trước, thật không nghĩ đến, người này không sử dụng phá quân thần kiếm, vẫn còn kiếm thuật đáng sợ như thế. Vèo, dưới tình thế cấp bách, ngũ trảo kim long đành phải từ bỏ ý định xông tới, nhục thân lướt ngang, hai má phồng lên, há mồm phun ra một đoàn kim quang. Kim quang không bằng công kích vừa rồi, nhưng lại ngưng thực hơn, giống như một viên long châu. Ong. Thanh âm va chạm truyền khắp thiên vũ, linh kiếm dừng lại giữa không trung. Kim châu thì bỗng nhiên ảm đạm, bắn ngược quay về, bị ngũ trảo kim long nuốt vào trong bụng. Ngũ trảo kim long kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run run, dường như ăn lỗ vốn, mắt rồng tỏa ra sát ý kinh thiên. Muốn chết, ngũ trảo kim long lộ ra vẻ mặt dữ tợn, không lựa chọn tiếp tục xông tới. Trong khoảng thời gian qua, nó đã cảm ứng được thần tướng hộ đàn của bản thân, ánh mắt vượt qua thiên việt thượng nhân, nhìn về phía thần đỉnh. Sau một khắc, chân trời hiện quang hoa xanh biếc, phong lôi nổi dậy. Quang hoa xanh biếc giống như mộc linh khí thuần túy, bắn về phía ngũ trảo kim long, chui vào trong cơ thể nó. Tuy là ngũ trảo kim long, lại triệu mời mộc đức tinh quân, là một vị trong cửu diệu tinh quân. Bản thân nó chính là đại thánh, triệu mời thần tướng hộ đàn có vị nghiệp tương đương mình, tự nhiên không cần rườm rà giống như đại chân nhân. Yêu lục cuối cùng không bằng pháp lục chính thống, nó chỉ có thể triệu mời thần tướng hộ đàn, không cách nào triệu mời thần phù cao cấp hơn. Sau khi biến thần, nó tiếp nhận gánh vác càng lớn hơn. Bất quá hiện tại, ngũ trảo kim long không nghĩ ngợi nhiều được, nhất định phải toàn lực ứng phó, nhanh chóng xông vào thần đình. Biến thần, thiên việt thượng nhân nghĩ đến truyền thừa của đạo đình, thần sắc ngương trọng hơn mấy phần, nhưng cũng không bối rối. Cái này cũng nằm trong dự liệu. Thần lực xuất xứ từ thần phù, tu sĩ sau khi biến thần, lấy được thực lực, phù đạo tăng cao. Yêu tộc tu luyện yêu lục, thiên về thần thông huyết mạch, không phát huy ra được toàn bộ uy lực khi biến thần. Keng, linh kiếm khẽ run, ngũ trảo kim long biểu lộ dữ tợn, đột nhiên ngưng kết. Lần này, không có kiếm quang ngàn vạn, thậm chí linh kiếm cũng dần dần biến mất không thấy nữa. Nhưng trong nhận thức của ngũ trảo kim long, hư không xung quanh, kiếm ý ở khắp mọi nơi. Vô luận nó phóng tới đâu, đều sẽ bị kiếm ý chặn đường. Ầm, ầm, sấm sét nổ tung. Dưới thân ngũ trảo kim long bắn ra từng đạo yêu lôi màu xanh biếc, tiếng sấm thật lớn, trong nháy mắt tỏ khắp bầu trời. Yêu lôi kết thành lôi võng đánh đến hư không xung quanh. Hư không ảm đạm không hiểu, nhưng nhìn không thấy vật gì. Ầm ầm ầm. Mảng lớn yêu lôi chợt biến mất, mơ hồ nhìn thấy được kiếm ảnh lóe lên rồi biến mất. Lôi võng bị hư hại nhiều chỗ, ẩn ẩn có mấy thanh linh kiếm cùng nhau xuất động, đánh tan yêu lôi, chém về phía ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long tung người bay lên, cuốn theo yêu phong, long trảo cua nhẹ liền sinh ra một đạo yêu lôi thô to, vô số yêu lôi điên cuồng đánh tới kiếm ý vô hình trong hư không. Cùng lúc đó, toàn thân ngũ trảo kim long nhiều lần hiển hiện bảo quang. Nó lại tế ra vài kiện chí bảo, có hoàn hảo, có hư hại, đều là chí bảo truyền thừa của Quỷ Phương Quốc, uy thế tuyệt luân. Trái lại thiên việt thượng nhân, một người hai kiếm. Y thôi động phá quân thần kiếm, chảm hướng Nguyệt Nguyên và Nguyệt Hải hai đạo kiếm ảnh,
lại lấy bản mệnh linh kiếm ngăn cản đại thánh, có thể nói nhất tâm tam dụng. Một kiếm chạm xuống, công kích của ngũ trảo kim long bị đánh tan, không thể tiến lên một bước nào. Ngũ trảo kim long giận dữ cuồng hống, tiếng long hống truyền đến đại thánh phủ. Đám yêu binh trấn thủ đại thánh phủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng chân quân của đạo đình, không ngờ chân quân không lựa chọn công kích đại thánh phủ, cướp đoạt minh yêu cổ. Lúc này, nghe tiếng giống của đại thánh, chúng yêu binh lập tức thay đổi trận hình. Lít nha lít nhít yêu binh vừa mới động, phảng phất như dòng lũ, kết thành yêu trận vô cùng phức tạp. Yêu trận lấy một vài vị yêu vương làm hạch tâm. Trận pháp sơ thành, chúng yêu vương nhấc tay chỉ thiên, linh quang như kiếm, bắn về phía chân trời, trợ giúp đại thánh. Chấp kiếm chân nhân nhận áp lực càng lúc càng lớn, trong tầm mắt chỉ còn lại yêu lôi. Sắc mặt của y trắng bệch, lại ngẩng đầu đứng thẳng, tay cầm phá quân thần kiếm, thản nhiên nhìn địch nhân phía trước, không lùi một bước. Thời khắc nguy cơ, Nghiệt Nguyên và Nghiệt Hải rốt cục xuất hiện tình thế hỗn loạn. Hung thú bị hung tính chiếm hết lý trí, chủ công công kích kiếm ảnh. Lúc này kiếm ảnh đã mất uy hiếp, đạo môn cũng có được lực lượng nhất định để ngăn cản. Thiên Việt thượng nhân nhìn xuống đại địa, thôi động kiếm ảnh chém ra một kiếm cuối cùng, bức lui hung thú, rồi thu hồi kiếm ảnh, cảm thấy áp lực giảm nhiều. Bịch, Thiên Việt thượng nhân thu hồi phá quân thần kiếm, tiến lên trước một bước, bộ đạp hư không, yêu lôi phía trước vậy mà xuất hiện dấu hiệu ngưng trệ. Bên trong yêu lôi hiện lên kim quang, bộc lộ ra thân ảnh ngũ trảo kim long, hầu như lâm vào điên cuồng. Vèo, linh kiếm hiển hiện trước người Thiên Việt thượng nhân, kiếm ý bỗng nhiên thu lại. Hai mắt bắn tỏa tinh quang, y cười dài một tiếng, tiếng cười áp đảo tiếng sấm, mang theo khí phách kinh thiên. Đạo hữu nhận thêm một kiếm của lão phu, cong kiếm quang vạn trượng, khí thế như hồng. Thời điểm Thiên Việt thượng nhân kịch chiến ngũ trảo kim long, trung mậu trị đàn, thụ lục viện. Một thân ảnh ngồi xếp bằng trên lục đàn, cầm đô công ấn trong tay, thần sắc hơi động chút, thiên địa nguyên khí đang không ngừng tràn vào thụ lục viện chợt đình trệ một lát. Tiếp đó trong cơ thể bộc phát khí thế bàng bạc. Trong nháy mắt, Trương Chân Quân thành công đột phá, nhưng không dừng lại, thoáng củng cố tu vi, tiếp tục thu nạp thiên địa nguyên khí. Sau đó không lâu, Bạch Thạch Trị Đàn, thụ lục viện cũng xuất hiện tình hình tương tự. Nữ đạo chấp trưởng đô công ấn của Bạch Thạch Trị, vẻ mặt điềm tĩnh, tu vi vững vàng vượt qua bình cảnh, theo sát phía sau, bước lên Hà Đồ Pháp Trung Kỳ. Khác Trương Chân Quân, không đợi tu vi vững chắc, nữ đạo chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đi ra thụ lục viện. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2829, Hổ Dữ. Tham kiến Phục Ma Sử, chị đàn Bạch Thạch Trị, hai vị chủ đàn đại chân nhân lộ vẻ vui mừng, chắp tay hành lễ với nữ đạo. Nữ đạo và Trương Chân Quân cùng là chính tam phẩm, cửu thiên kim khuyết thượng tể, ti chức tại đạo đình là cửu thiên Phục Ma Sử, phán quyết Bắc Cực khu tả viện sử. Khí sắc hai người rõ ràng suy yếu, chủ đàn trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tiêu hao rất nhiều, một mực đang đau khổ chèo chống. Dị tượng vừa rồi tại trị đàn, hai người cũng phát giác, hiển nhiên là đột phá hiện ra. Có thể xảy ra quá nhanh, bọn họ không khỏi sinh lòng thấp thỏm, lúc này gặp chân thân nữ đạo, thở dài nhẹ nhõm. Phục Ma Sử vừa mới đột phá, khí tức bất ổn, cho dù bọn họ cũng có thể cảm giác được, tu vi Phục Ma Sử xưa đâu bằng nay, đã đột phá thành công. Nữ đạo khẽ gật đầu với bọn họ, dưới chân hư điểm, bay lên giữa không trung, mắt ẩn thần quang, ánh mắt đảo qua chiến trường Nam Bắc, chú ý cả trong cực chân tĩnh, mấy chỗ đại hung cấp chân quân. Cực chân tĩnh, biến thần là thái âm nguyên quân giúp thực lực nữ quan bạo tăng, thực sự mang đến trùng kích và thống khổ thường nhân khó có thể tưởng tượng. Loại thống khổ này không chỉ đến từ lực lượng khổng lồ vượt xa tu vi bản thân cưỡng ép quán chú vào, còn trùng kích đến nguyên thần, tính tình. Mời triệu phù thần là khảo nghiệm cực lớn với người biến thần. Nếu như tính tình không đủ, ý chí không đủ kiên định, chỉ có thể dốc hết toàn lực duy trì lý trí của mình, căn bản không thể trưởng khống loại lực lượng này. Do đó, đạo môn phi thường chú trọng bồi dưỡng tâm tính đệ tử, từ truyền độ đến chịu lục, thậm chí tu hành ngày sau, đều cần thừa hành giới luật đạo môn. Thường thấy nhất có tam quy ngũ giới, rất nhiều tông phái đạo môn còn có giới luật đặc biệt của tông môn, như cửu giới, minh chân nhị thập tứ giới, cho đến tam bách đại giới. Đạo môn cho rằng trần thế thì lục tình lây nhiễm, ngũ dục trầm mê,
nội trọc loạn tâm, ngoại hồn uế cảnh. Chi giới luật thanh quy, có cấm giới không làm việc ác, không chỉ có thể rèn luyện đạo tâm, cũng có thể tích thiện, tích lũy công đức. Nữ quan là đại chân nhân, tính tình tự nhiên không kém, chịu đựng thái âm nguyên quân trùng kích. Thân thể mềm mại của nàng còn đang run rẩy, song quyền nắm chặt, trên tay ngọc lộ ra gân xanh, gian nan kiềm chế lực lượng khổng lồ thể nội. Giống, ngoài thành truyền đến tiếng hổ khiếu, vang như tiếng sấm. Tu sĩ đạo môn giết ra ngoài thành đã trốn về trong thành, đang lấy bình chướng tiên thành làm tường thành, thi pháp chu sát hung thú công thành. Ngoài thành máu chảy thành sông, thi thể hung thú chồng chất như núi, nhưng hung thú vô cùng vô tận, dẫm lên thi thể đồng bạn, điên cuồng va chạm tường thành. Tường thành được đại trận hộ thành che chở, mặt ngoài tràn ngập một tầng kim quang, vững như thành đồng. Nhưng khi âm thanh gào thét này truyền đến, tường thành đột nhiên rung mạnh. Thế công thú triều rõ ràng chậm lại, nhưng tu sĩ đạo môn trong thành không chút vui mừng, ngược lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn ra ngoài thành. Chỉ thấy ngoài thành khói vàng cuồn cuộn, trong khói vàng có một con hổ dữ đạp phá từng tòa núi non, chạy vội tới, sau cùng ở trên một ngọn núi nhảy lên một cái. Răng rắc sơn phong đổ nát, hổ dữ nhảy đến giữa không trung, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, gầm thét nhào về phía tiên thành, không để ý hãm không đại trận của tiên thành. Cho dù cách tiên thành và đại trận, tất cả mọi người cảm giác được rõ sức mạnh đáng sợ trên thân hổ dữ. Tu sĩ đạo môn sợ hãi, đám yêu binh càng không chịu nổi, từng con sao động bất an, có con run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ xuống, nếu không phải chịu luật lệ nghiêm khắc ước thúc, đã giải tán ngay lập tức. Lúc này, vẻ thống khổ trên mặt nữ quan giảm xuống, lực lượng trong cơ thể rốt cuộc được bình ổn. Nàng nâng tay phải lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hư không, thủy tụ nhảy múa theo ngọc thủ. Đầu ngón tay uẩn linh, những nơi đi qua, lưu lại quỹ tích màu xanh nhạt. Giây lát sau, một đạo thần phù hiển hiện. Đạo thần phù này tên là Thái Âm Kính Phù, trước kia nữ quan nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ. Dựa vào cương quyết chú ngôn phức tạp mới có thể miễn cưỡng thi triển, lại không thể bảo đảm nhiều lần thành công. Lúc này, nàng lăng không hư họa, thần phù một lần là xong. Ngọc thủ đảo ngược, nhẹ nhàng vỗ thần phù. Hổ dữ đã gần trong gang tấc, sắp nhào vào tiên thành, hai chân trước tráng kiện vô cùng, giống như hai cột đá to lớn, đánh tới hướng tường thành. Chúng tu sĩ có thể nhìn thấy mắt hổ hung sát khí khiếp người, cùng móng chân sắc bén trước hổ chảo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vèo thần phù hóa thành lưu quang, bắn về phía ngoài thành, dừng trước hổ dữ. Sau một khắc, lưu quang bỗng nhiên bộc phát, giống như một vầng minh nguyệt. Nguyệt quang lóa mắt, bên trong thật sự có hình dáng trăng sáng, treo cao trước người hổ dữ, như một mặt bảo kính, chiếu rọi ra thân ảnh hổ dữ. Hổ dữ giống lên một tiếng, mắt hung rời từ tiên thành tới Thái Âm Kính Phù, lông tóc toàn thân dựng lên. Từ trong bảo kính này nó cảm nhận được lực trói buộc không hiểu, phảng phất muốn hút nó vào trong kính. Bất quá, khí tức Thái Âm Kính Phù mang tới uy hiếp, kém xa kiếm ảnh thần kiếm phá quân. Hổ dữ đối mặt Thái Âm Kính Phù, không có ý lùi bước, phát ra tiếng hổ khiếu cao vút, chân trước vốn đánh tới hướng tiên thành, hung hăng chụp về phía bảo kính. Bốp, bảo kính chấn động mãnh liệt, vậy mà chặn một kích này. Không đợi đám người gieo hò, chỉ nghe ba 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 liên tiếp vang lên, hổ chảo điên cuồng đánh tới bảo kính. Rất nhanh trên bảo kính hiện ra vết rạn, thanh âm vỡ tan truyền vào tiên thành, khiến tâm thần đám người chấn động. Khí tức nữ quan gấp rút, bước ra một bước, lơ lửng phía trên tường thành, hai tay bấm quyết, đại trận hộ trận bộc phát ra kim quang lóa mắt. Mặc dù biến thần thành Thái Âm Nguyên Quân, có được lực lượng cấp chân quân, nàng cũng không phải là đối thủ hổ dữ, mà thần lực dần dần trôi qua, vẫn phải mượn nhờ đại trận, toàn lực thủ thành. Đồng thời, tu sĩ đạo môn hiểu bản thân phải làm gì, dưới đám người Nhược Tuyền chân nhân xuất lĩnh, kết trận phụ tá nữ quan. Răng rắc, kinh phá, hổ dữ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, vọt mạnh tới tiên thành, ầm đất rung núi chuyển. Tường thành lại bị xô ra khe hở, kiến trúc bên trong sụp đổ vô số, mảng lớn tu sĩ đạo môn bị đánh bay. Nữ quan thi mấy đạo thần phù, cũng cố đại trận. Hổ dữ gần như điên cuồng, công kích của nó không thể tưởng tượng, đầu như chùy sắt, không ngừng va chạm tường thành. Âm âm âm, tường thành lung lay sắp đổ, sắc mặt tu sĩ trong thành trắng bệch. Nữ quan dùng hết toàn lực, che chở tiên thành dưới thân cùng đệ tử đạo môn sau lưng. Oà, nữ quan đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lảo đảo một cái, khiến mảng lớn kinh hô. Ly chân nhân,
Nhược Tuyền chân nhân kinh hãi, bay lên đỡ lấy nữ quan. Nữ quan lắc đầu, đẩy Nhược Tuyền chân nhân ra, nuốt vào một viên đan dược, tiếp tục thi phù. Hết thảy đều đập vào ánh mắt nữ đạo. Nàng lách mình rơi xuống giữa hai vị đại chân nhân, tay cầm đô công ấn bạch thạch trị, nói khẽ, phục đan. Thanh âm thông qua trị đàn, truyền khắp các phân đàn. Đồng thời, trị đàn trung mậu trị, cùng với tĩnh đàn, tông đàn phía dưới Thiên Xu viện quản lý đều có thể nghe nói. Đạo đình vốn là một thể, chỉ cần chủ nhân bản trị cho phép, chủ nhân đô công ấn khác cũng có thể tiếp quản bản trị. Nữ đạo đặt vào chấp trưởng hai trị đạo môn, lệnh truyền thiên hạ. Chương 2830, tơ bạc rủ xuống. Kể cả hai vị đại chân nhân ở trung mậu trị đàn, tất cả tu sĩ chủ trì đàn đều nghe được sắc lệnh của chân quân, bọn họ mừng rỡ như điên, nhao nhao phục đan theo lệnh, nắm chặt thời gian khôi phục. Nữ đạo lắc tay lấy ra một thanh kiếm gỗ, kiếm dài 3 thước, được chế tạo bằng một loại linh mộc không biết tên, kiếm màu đỏ sậm văn tự rõ ràng, khắc từ chuôi kiếm đến mũi kiếm. Đây là pháp kiếm của đạo môn, lúc đạo sĩ làm lễ thường sử dụng, để triệu thần tướng, để trừ tà trấn yêu, thậm chí có hiệu quả độ vong. Vù nữ đạo giơ pháp kiếm lên chỉ trời, phi thiên biểu hỏa, thoát vận thần lộ, tiếng chú nhàn nhạt vang lên. Đô công ấn lơ lửng trước nữ đạo, lấp lóe linh quang, pháp đàn ở trong thụ lục điện sinh ra cảm ứng, nở rộ kim quang. Cùng lúc đó, tất cả pháp đàn bên trong hai trị đều xuất hiện dị tượng tương tự. Tu sĩ chủ trì pháp đàn còn đang luyện hóa đan dược trong cơ thể, thấy thế đang muốn hành động, chợt phát hiện lần hành pháp này khác lần trước, không cần đến bọn họ. Lần hành pháp này chỉ cần chân quân và chư vị đại chân nhân điều động pháp đàn của đạo môn. Pháp kiếm chỉ trời, bên trong hư không, phù quang rạng rỡ, từng phù tự to lớn, lấy thiên địa làm lá bùa. Vù nữ đạo huy kiếm chỉ xuống hướng đông, đông thăng dược cốc, tây vận long đài. Tiếp đó kiếm chỉ hướng nam bắc, nam toàn hỏa phủ, bắc chuyển hà khôi, chú âm uẩn thần, truyền khắp bát phương. Cuối cùng, nữ đạo lần nữa giơ kiếm chỉ lên trời, thần phù trong hư không bốc cháy, kim diễm che trời, sau cùng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bắn thẳng lên cửu thiên. Khu long chí vũ, phù đáo tốc truy, câu chú hoàn tất. Trên chiến trường nổi lên phong vân, ầm sấm sét oanh minh. Các tu sĩ đang đau khổ thủ thành, ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy mây đen chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, che kín bầu trời, thậm chí che khuất trăng tròn. Vù, 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 mây đen càng tụ càng nhiều, mưa to sắp tới. Không chỉ có nơi đây xảy ra dị tượng, hai trị của đạo đình và cụ sơn trị, hai đầu nam bắc, những chỗ bị thú triều công kích, đều bị mây đen dày đặc che kín bầu trời. Cảm giác ngột ngạt tràn ngập chiến trường, ầm 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 lôi xà lấp lóe. Chúng tu sĩ nhìn thấy, bên trong mây đen, ẩn hiện nhiều nhân ảnh, thấy không rõ hình dáng tướng mạo, đằng vân giá vũ, tựa như thiên thần hạ phàm. Có nhân ảnh cầm lôi chùy trong tay, không ngừng gõ, lôi chùy bắn ra từng đạo sấm sét. Có nhân ảnh hai tay nắm túi lớn, miệng túi đại trương, cuồng phong thổi xuống. Có nhân ảnh cầm bình nhỏ, chút bình đổ nước xuống. Là thiên binh thiên tướng, chân quân mời thiên thần đến giúp chúng ta. Một số tu sĩ không biết rõ chân tướng, hưng phấn reo hò. Đây là thuật triệu thần, khác thuật biến thần, nữ đạo dùng phù truyền lệnh, triệu hồi thiên thần, điều động lực lượng của thần phù trong thần đình, tăng cường uy năng cho thần phù cực lớn. Hiện tại nàng đang thi triển thần phù, tên là Vũ Phù, tên nghe rất phổ thông, lại có thần lôi, thần gió và thần mưa. Mây đen hội tụ, thiên địa linh khí bị mây đen thôn phệ, linh triều điên cuồng bay lên mây đen, làm cho mấy nhân ảnh bên trong mây đen càng thêm thần bí. Dầm ào ào mưa lớn rơi xuống, nước mưa tầm tã, cơn mưa không bình thường. Hạt mưa rơi xuống địch nhân như hóa thành đao kiếm, rơi xuống tu sĩ phe mình thì như cam lộ. Mưa to cọ rửa chiến trường, trong cơn mưa, vô số hung thú mất mạng. Tu sĩ đạo môn tựa như ăn vào linh đan diệu dược, không chỉ thương thế, đau đớn được làm dịu, khí hải cũng được tưới nhuần. Hai tòa tiên thành đầu Nam và đầu Bắc được chiếu cố nhiều nhất. Mưa to như thác nước, chảy từ trên trời xuống, nữ quan đắm chìm trong cơn mưa, sắc mặt hồng nhuận nhiều hơn mấy phần. Trái lại con hổ giữ ngoài thành, bị thác nước đổ xuống thân thể, điên cuồng vung vẩy đầu, biểu lộ thống khổ, từ bỏ tấn công tường thành, miệng phun, kim vân, chống đỡ mưa to. Chỉ một thoáng, khí thế đạo môn đại trấn. Trên chiến trường, nguy cơ được làm dịu, nhất là cụ sơn trị,
Lần trợ giúp này cực kỳ quý giá. Nữ đạo thu kiếm mà đứng, ánh mắt xoay chuyển, bỗng nhiên ngóng nhìn hướng Cương Sơn Trị. Bên trong đại thánh phủ, một vị yêu vương đang đánh minh yêu cổ, không hiểu sao trong lòng lại phát lạnh. Những yêu vương khác, tóc gáy chợt dựng thẳng, hoảng sợ không thôi. May mà loại cảm giác này chớp mắt là qua. Nữ đạo không tấn công đại thánh phủ, cướp đoạt minh yêu cổ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Nam Thiên Môn. Thiên Việt Thượng Nhân và Ngũ Trảo Kim Long đang kịch chiến say sưa, kiếm quang hòa lẫn kim diễm, cảnh tượng hỗn loạn ngổn ngang. Thiên Việt Thượng Nhân một người một kiếm, đối kháng Ngũ Trảo Kim Long sau khi biến thần và yêu trận bên trong đại thánh phủ. Một mình ngăn cản cường địch, mỗi lần Kim Long muốn xông qua, đều bị một kiếm chảm lui. Thực sự bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn. Chỉ thấy sắc mặt Thiên Việt Thượng Nhân tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng có một vệt máu, nhưng phóng thái vẫn như cũ, đứng sững sừng trước Nam Thiên Môn, phảng phất như môn thần. Hai vị chân quan vô lực ẩn tàng thanh thế đột phá, Kim Long đã phát giác được. Kim Long càng thêm điên cuồng, cuốn lên kim diễm và yêu lôi, liều lĩnh nhào về phía Thiên Việt Thượng Nhân. Nữ đạo không dám khinh động, chỉ có thể phân ra một phần lực lượng của vũ phù, trợ giúp Thiên Việt Thượng Nhân khôi phục. Tầm mắt của nàng tiếp tục nhìn lên, xuyên qua Nam Thiên Môn, tiến vào thần đình. Nàng nhìn thấy tiên sơn, thần điện, nhìn thấy độn quang đang đuổi chạy. Ánh mắt của nàng dừng lại lên người Tần Tang một lát, sau đó tiếp tục hướng lên, vượt qua Cửu Thiên Cửu Tiêu, Đại Điện Lôi Tổ, Thần Tiêu Thượng Cung, cho đến thẳng lên bên trên. Nơi đó là bầu trời đêm, vốn nên yên tĩnh, bởi vì thần đình xuất thế mà nổi lên nhiều gợn sóng. Mà chỗ sâu trong vô tận hư không hiện lên từng vòng gợn sóng. Như sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, gợn sóng dần dần khuếch tán, phạm vi càng ngày càng rộng lớn, trung tâm gợn sóng chợt hiện ngân quang. Ngay sau đó, một sợi tơ màu bạc thăm dò vào giới này, từ bên trên bầu trời đêm rủ xuống. Tơ bạc tinh tế trong suốt, như dây câu bình thường, nhẹ nhàng vung vẩy, mang theo gợn sóng hư không, nhanh chóng rủ xuống hạ, mục tiêu chính là thần đình. Trong nháy mắt, tơ bạc liền đến bên trên thần đình, hơi dừng lại một chút, đột nhiên hạ xuống. Ầm, Nam Thiên Môn kịch liệt lắc lư, nữ đạo biến sắc. Bên trong thần đình, Tần Tang đang đảo mệnh. Hai vị yêu vương bao vây chặn đánh, hắn nhiều lần thuấn di, cầu sống trong chỗ chết. Nhưng không phải kế lâu dài, Tần Tang kiên trì nổi, nhưng thần liễn sắp nỏ mạnh hết đà. Kim Long kéo liễn, thân ảnh càng thêm hư ảo, sợ chỉ thuấn di được thêm mấy lần nữa. Cho đến lúc này, người của đạo đình còn chưa tiến vào thần đình. Tần Tang trốn vào một tòa thần điện. Kết giới sắp bị công phá, hắn tranh thủ thở dốc mấy hơi, lại tiếp tục chạy. Hắn không khỏi tuyệt vọng. Khác những lần trước, nguy cơ lần này, hắn không nhìn thấy một tia chuyển cơ nào, nghĩ không ra cách thoát khỏi hai vị yêu vương. Âm âm vừa chạy ra khỏi thần điện, Tần Tang chợt phát hiện, thần điện đột nhiên chấn động. Vốn cho rằng viện binh đến, Tần Tang cháy lên hy vọng, bỏ chạy một đoạn xa, hắn lại ý thức được không đúng, ngọn nguồn chấn động ở phía trên. Thời khắc này, Tần Tang và hai vị yêu vương, còn có đám yêu thần ở Lôi Thành, đều cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bên trên thần đình, gợn sóng dập dờn, có một sợi tơ bạc rủ xuống, bạc đâm xuyên bích chướng của thần đình. Các bạn vừa nghe xong tập 283 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.